Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Thái Nguyên, khoảng 5 giờ 30 phút ngày hôm nay 26 tháng 12 tại xóm Lương Bình, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người thiệt mạng và một người bị thương, trong đó có một đôi vợ chồng là cán bộ tư pháp xã Sơn Phú. Đối tượng gây ra vụ án nghi bị ngáo đá đang bỏ trốn trong rừng. Hiện các lực lượng chức năng đã truy bắt được hung thủ. Theo thông tin ban đầu, đối tượng gây án được xác định là Hoàng Văn Chín, sinh năm 1976 ở xã Sơn Phú, huyện Định Hóa. Phóng viên chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.